Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay là đầu tháng 6, 2021. Mấy ngày trước đây thì chúng ta biết là trên mạng xã hội nó rất là xôn xao cái chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, vợ của ông Dũng Lò Vôi, là chủ công ty Đại Nam, có lên livestream và vạch mặt tất cả những cái chuyện tiêu cực xã hội. Thì chuyện đó xôn xao ở ngoài xã hội. Thì rất là nhiều cái video nó hiện lên trên màn hình, thì chúng tôi bất chợt thấy cái video của cô Tạ Phong Tần, cái người này lâu quá chúng tôi cũng không có theo dõi, thì tự nhiên thì hôm nay nổi lên, thành ra tôi bấm thử xem coi cô ta nói cái gì. Thì chỉ nghe được vài câu thì đại khái là cô chỉ trích là ông bà Dũng Lò Vôi ở công ty Đại Nam là có cái tượng thờ Hồ Chí Minh, thờ Bác Hồ, thì cô tấn công ngay chỗ đó. Thì cô nói rằng thiếu gì người không thờ lại đi thờ ông Hồ Chí Minh. Thì nghe tới đó thì chúng tôi ngưng cái video và xin lên tiếng về cái câu tuyên bố đó và góp ý với cô Tạ Phong Tần. Xin mời ông Nguyễn Mạnh Quang. Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh nói chuyện với quý vị khán thính giả về cái đề tài này. Thưa quý vị, thì tôi nhận thấy cô Tạ Phong Tần có nói một câu như thế này, là thiếu gì anh hùng dân tộc mà không thờ lại đi thờ ông Hồ Chí Minh. Câu nói này cô không ai chối cãi được. Cô Tạ Phong Tần là người Công giáo vì chính cô ấy đeo một cái chữ thập giá tổ bố. Cái đó gọi là cái sâu chuỗi. Cái sâu chuỗi với có cái hình thập giá ở ngay trước cửa. Gọi là chuỗi mân côi. Gọi là cái chuỗi mân côi. Cô Tạ Phong Tần đã thể hiện lên cái tinh thần của người Công giáo và Giáo hội La Mã là trù yểm, triệt hạ cái uy tín của cụ Hồ Chí Minh và phủ nhận cái công nghiệp đã giải phóng đất nước Việt Nam của cụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, truyền thống của dân tộc Việt Nam là tôn thờ tất cả những anh hùng dân tộc đã chết vì nước. Thế thì anh hùng lớn cũng như anh hùng nhỏ, dân tộc Việt Nam đều thờ. Nhưng mà những anh hùng có tính cách địa phương như cụ Nguyễn Trung Trực hay là ông Trương Công Định thì người ta đa số là người ta chỉ thờ ông ấy ở nơi quê ông ấy hay là ở nơi mà ông đã xảy ra những cái vụ nổi loạn để chống lại giặc. Nhưng mà những anh hùng lớn như là cụ Ngô Quyền, ông Lý Thường Kiệt, đời nhà Lý, cụ Trần Hưng Đạo, đời nhà Trần, vua Lê Lợi và vua Quang Trung thì không những toàn quốc ở nơi nào cũng có lập đền thờ của quý vị anh hùng này. Thì ông Hồ Chí Minh là một trong những người anh hùng, không những là anh hùng lớn mà còn lớn hơn tất cả những vị anh hùng mà tôi nói đây, là cụ Ngô Quyền, cụ Lý Thường Kiệt, cụ Trần Hưng Đạo, vua Lê Lợi và vua Quang Trung. Tại sao tôi lại nói như vậy thì xin quý vị cứ theo dõi như thế này. Ông Ngô Quyền á, hay là cụ Ngô Quyền đó, thì đánh đuổi quân Nam Hán á, chỉ có một trận thôi, là ở trên sông Bạch Đằng. Khi mà quân Nam Hán vừa mới đến trên sông Bạch Đằng thì cụ đã lập một cái thế trận gọi là cắm cọc trên sông Bạch Đằng. Rồi vào lúc nước rút, rồi đến lúc mà nước lên á, cụ nhử quân đội Nam Hán lên để mãi khi mà nhào ra mà tấn công. Thì bây giờ cụ mới hai bên quân đội phục kích, hai bên mới nhào ra một cái số rất là đông, uy hiếp tinh thần địch quân. Thành địch quân sợ quá rút chạy, thì rút vào đúng cái lúc mà nước rút xuống, cọc nó nhô lên đã đâm vào thuyền thì họ chết. Và cái chiến thắng của cụ Ngô Quyền được coi như là một chiến công lớn, và từ đó quân Nam Hán sợ không dám tấn công nữa. Thành ra nước Việt Nam đã được giành lại cái chủ quyền độc lập của dân tộc đó. Thì cái công chỉ có một trận thôi, thì cái trận đó đối với kẻ thù của đất nước là chỉ có quân Nam Hán thôi, không có một cái đế quốc xâm lược khác nào liên kết với lại Nam Hán, và cũng không có quân nội thù. Đến ông cụ Lý Thường Kiệt, chuyện này thì xảy ra vào đời nhà Lý, và năm 1075 đó thì ông Lý Thường Kiệt lại đem quân sang tấn công bên nước Tàu ở Châu Liêm và Châu Khâm, thì đã thắng nhiều lắm nhưng mà lại rút quân về. Sau đó nhà Tống nó cảm thấy nó nhục, nó năm 1076 nó đem quân nó tấn công trả thù. Nhưng mà khi nó đem quân sang Việt Nam nó tấn công thì nó có 8 vạn quân dưới quyền chỉ huy của thằng tướng Quách Bì. Thì đánh nhau, cụ Lý Thường Kiệt đem quân trấn giữ ở phía bờ này bên sông bờ Như Nguyệt, thì quân đội của quân Nam Tống ở bên kia sông Như Nguyệt, tức là phía bắc. Hai bên đánh nhau chẳng qua một thời gian,
mà chẳng bên nào thắng, chẳng bên nào thua, nhưng mà quân Tàu có 8 vạn thì chết tới một nửa. Thành ra Chào nhân cái chuyện mà quân Tàu đã chết quá nửa mà không thắng được, thì vua Lý Nhân Tông mới gửi người sứ giả sang xin cầu hòa. Thì vua Tống mới thấy rằng đem 8 vạn quân sang mà đánh chết một nửa rồi, mà thời gian cũng quá lâu rồi mà không thấy ăn thua gì cả, thôi đồng ý cầu hòa. Thế là hai bên hòa nhau để mà thành công. Thì như vậy là ông Lý Thường Kiệt đánh quân Nam Tống cũng chỉ có một quân Nam Tống thôi, chứ không có một cái thế lực ngoại thù nào khác, mà cũng không có một cái đạo quân nội thù nào cả. Do đó cái công lao lớn thật, đúng vậy, đã hoàn thành được nhiệm vụ đánh đuổi quân xâm lăng để bảo toàn chủ quyền độc lập của dân tộc. Thì nhưng mà cũng chỉ có một trận thôi, mà cũng chỉ có một kẻ thù thôi. Thế đến chầu vua đời nhà Trần vào năm 1257 đó, thì nhà Trần mới lên ngôi được ít năm, thì vua nhà Nguyên mới gửi thằng Sải Thung thì phải, tôi không nhớ rõ, có lẽ là thằng Sài Thung mới sang gọi là sứ thần đến khai sách rằng tại sao là vua lại không xin phép nhà Nguyên. Thì ông bây giờ là quyền chính nằm ở trong tay ông Trần Thủ Độ, ông Trần Thủ Độ ông không chịu, ông ấy chống lại, ông cũng còn khai sách nữa. Thành ra vua nhà Nguyên thấy vậy muốn đem quân sang đánh, nhưng mà một thời gian đó thì cái đám đó, đám quân mà sang nó bị chết vì thời tiết nó bị thổ tả đủ các thứ chống quanh nó chết, thì nó về. Thì đến năm 1882 thì nhà Nguyên tính chuyện đem quân trả thù, thì đem hàng nửa triệu quân sang, thì bây giờ là khó khăn lắm, nó đem cả 582 đến năm 1582 thì nó đem quân sang trả thù, nó đem cả hải quân và thủy quân. Hải quân nó đem một cái đạo quân nó đi vòng cái đường biển vào Chiêm Thành, nó đánh vào Nghệ An, một mặt thì nó đánh từ Lạng Sơn đánh xuống, thì rất là gian nan, rất là khổ cực, đã đánh đến vào thành Thăng Long rồi, khiến cho nhà vua bây giờ là vua Trần Nhân Tông thành ra lo sợ quá. Nhưng mà ông Trần Hưng Đạo nhất định cương quyết chống cự cho đến cùng, thì cuối cùng nó cũng thua, thì nó phải trốn chạy về Tàu. Đến năm 1288 nó lại đem quân sang nó trả thù lần nữa, nên là sang lần này đánh thì bị hai cái lần trước thua rồi, thì nó không còn có tinh thần mà mạnh bạo như trước nữa. Thì lần này cuối cùng đánh được mấy năm nó cũng thua, thành ra cụ Trần Hưng Đạo đại thắng. Thành ra cụ Trần Hưng Đạo là cái người có công lớn so với lại tất cả các ông Lý Thường Kiệt với lại ông Ngô Quyền những vị trước, mà gian nan lắm chứ không phải. Nhưng mà cũng chỉ có một quân thù là quân Nguyên thôi, mà cũng không có nội thù, có thằng Trần Đích Cấp mà sứ thần của nhà Trần đưa sang, thì nó muốn lập Trần Lý Thắc làm vua, thì nó cũng không có quân, nó chỉ có mấy thằng thôi chứ nó không có nội thù. Thành ra cuối cùng Trần Lý Thắc cũng không có làm được cái trò gì cả. Thế thì là cuối cùng thì nhà Trần đã đại thắng quân Nguyên, nhưng mà cũng chỉ đại thắng có một giặc Nguyên thôi, mà cũng không có nội thù. Thế nên đến đời vua Lê Lợi, vua Lê Lợi thì chống nhau với quân Minh vào năm 1407 là nhà Minh nó đã đại diệt được nhà Hồ của nước ta. Nó lập nên cái thuộc địa của nhà Minh từ năm 1407 cho đến năm 1418 thì cụ Lê Lợi nổi lên đánh Nhật Minh, tức là mới có được 14 năm. Lúc đó cụ Lê Lợi khởi nghĩa ở Thanh Hóa, thì lúc bây giờ đa số những người mà theo cụ Lê Lợi là người của Thanh Hóa, trong đó có Lê Chất rất nhiều đó. Mãi đến năm 1420 có cụ Nguyễn Trãi mới xin ra nhập. Đây là một cái lý do mà sau này có vụ án Lệ Chi là chỗ đó, nghĩa là ông Nguyễn Trãi là cái người gia nhập sau mà lại có công lớn trong cái vụ này, trong khi thằng Lê Chất á là cái người gia nhập trước, có sức và có nhiều quyền làm nhất, lại không được trọng như là ông Nguyễn Trãi. Do đó nó mới xảy ra cái vụ án Lê Chi là do cái thằng Lê Chất này nó cũng ở trong đó. Thế thì ông Lê Lợi cho đến năm 1427 là 9 năm kháng chiến, giống như cụ Hồ Chí Minh mà lãnh đạo mặt trận Việt Minh mà chống nhau với lại Liên quân xâm lược Pháp Vatican 9 năm đó. Thì cuối cùng năm 1427 thì quân Minh thua và cuối cùng thì xin hòa, hai bên cùng hòa. Nhưng mà vua Lê Lợi cũng gửi chiều cống nhà Minh để giữ cái lẽ mình là kẻ lép vế. Đấy là đúng theo cái tinh thần mà gọi là geopolitics, tức là địa lý chính trị, tức là mình dù có thắng nhưng mình vẫn là thế yếu. Do đó thì nó cũng hài lòng, và do đó là hai bên hiếu hòa với nhau để lập bang giao. Đó là
ông Lê Lợi đại thắng quân Minh trong cái trận vào năm 1427, và ông lên làm vua, là gọi là vua Lê Thái Tổ. Thì như vậy là ông Lê Lợi cũng có công lớn, nhưng mà chỉ đánh có giặc Minh thôi, cũng không có quân nội thù. Đấy, quân nội thù đó chưa có ai cả, hậu nhà hậu Trần cũng không có làm được cái gì cả. Đó là chỉ có đánh giặc Minh thôi và không có quân nội thù. Công của vua Lê Lợi là rất là lớn, bảo vệ được cái chủ quyền độc lập của dân tộc Việt Nam. Bây giờ tôi xin nói đến vua Quang Trung. Vua Quang Trung là một vị đại anh hùng dân tộc. Ông ấy lúc chưa làm vua đó, vào năm 1784 đó, thì Nguyễn Ánh thất bại, mới cầu viện quân Thái Lan, khoảng 2 vạn quân Thái Lan đem sang tấn công ở vào Việt Nam, tiến đến đâu vùng Xoài Mút gì đó ở gần Mỹ Tho, thì bị vua Quang Trung, bây giờ chưa phải là vua Quang Trung, ông là đại là Nguyễn Huệ, đánh cho tan tành Chi Quách. Thành ra quân tàn quân của Thái Lan phải kéo về Thái Lan, và Nguyễn Ánh bây giờ thất bại, thì Ba Đa Lộc mới lợi dụng cái lúc đó để nhào vào thuyết phục Nguyễn Ánh gửi đưa thằng Hoàng Tử Cảnh, tức là bây giờ nó có 4 tuổi thôi, để đem sang Pháp cầu cứu, để xin viện quân, viện trợ quân sự để mà giúp Nguyễn Ánh đánh nhà Tây Sơn để phục hồi cái quyền lực của nhà Nguyễn Ánh. Thì ở chỗ này tôi xin nói đến vua Quang Trung. Thế thì vào năm 1789, 788 thì vua Quang Trung ra thanh toán cái giặc Nguyễn Hữu Chỉnh, đó, nó lấn lướt nhà vua. Thành ra thanh toán nó thì lấn lướt vua Lê Hiển Tông, nhưng mà bây giờ Lê Hiển Tông đã lập Lê Chiêu Thống rồi, tức là cháu của ông Lê Hiển Tông. Thì Nguyễn Hữu Chỉnh nó thua, nó chạy, nhưng mà nó lại kéo theo Lê Chiêu Thống mới chạy sang tàu cầu cứu, chạy đến nước Quảng, cộng nhờ cái chạy trốn khỏi biên giới Việt Nam vào đến Quảng Đông, Quảng Tây, gọi là Lưỡng Quảng. Thì bây giờ mới cầu cứu nhà Thanh mới theo cái lời cầu cứu của Lê Chiêu Thống, nhờ Tôn Chí Nghị, tức là Tôn Chí Nghị hình như là tổng đốc Lưỡng Quảng, tức là Quảng Đông, Quảng Tây, đem 280.000 quân sang đánh, tiến vào đến Lạng Sơn, vượt biển để tiến vào Thăng Long. Thì trong lúc bây giờ thì vua trong Quang Trung đã thanh toán xong cái loạn Nguyễn Hữu Chỉnh và đã rút về Phú Xuân rồi, thì giao lại cái quyền chỉ huy lại cho Ngô Văn Sở, là coi về giống như là thống đốc cái Bắc Hà, gọi là trấn thủ Bắc Hà đó. Thì nhưng mà lại dặn Ngô Văn Sở rằng mọi việc làm gì đó thì động gì thì cũng phải hỏi Ngô Thì Nhậm, là cái người mà quan chức của triều đình nhà Lê cũ, mà bây giờ là về phục vụ cho vua Quang Trung. Thì khi mà quân tàu nó vừa tới biên giới á, thì Ngô Văn Sở mới đem quân đang tức tốc phục kích để mà đánh quân tàu quân Thanh. Thì ông Ngô Văn Sở cản, ông Ngô Thì Nhậm mới cản lại, mới nói rằng không được. Thế thì Ngô Văn Sở mới hỏi lại, và tại sao lại không được? Ngày xưa mà khi mà viện quân của quân Minh á sang đánh, thì vua Lê Lợi đã phục binh đánh trận Tri Lăng, mà mình đã đại thắng. Thì ông Ngô Văn Sở bảo Ngô Thời Nhậm thôi mới nói rằng cái thế ngày xưa nó khác, cái thế bây giờ nó khác. Cái thế bây giờ là có Lê Trung Thống và nhiều người còn tôn thờ nhà Lê, họ ủng hộ nhà Lê. Nếu mà mình đem quân phục ở đó thì những cái người mà còn tôn thờ nhà Lê nó chỉ điểm cho quân Thanh, nó sẽ đánh diệt hết quân mình. Bắt đầu có gọi là nỗi thù xích bích, nhưng mà không, hai bên không có giết nhau. Thế thì Ngô Văn Sở đành nghe lời mà không đem quân đánh, thì do đó là quân Thanh nó mới tiến vào đến gần Hà Nội, nó tiến gần đến phía bên kia quân sông, không biết là sông gì đó, sông Như Nguyệt chắc, thì nó còn đóng đó. Thì ông Ngô Văn Sở mới bảo tại sao mà lại sợ, nó đặt địch chưa tới mà đã rút lui, hèn nhát. mới sai một số quân đang đêm vơi qua sông, vượt sang bên kia để tấn công quân Thanh. Nhưng mà không ngờ cái đêm nó lạnh quá, vì mùa đông mà, tháng đó là tháng 11 năm 1788. Tháng đó là tháng 11 năm 1788. Thì vừa quân ta vừa bị rét quá chết cóng, và vừa sang thì không còn đủ sức để mà chống nó, thì nó tiêu diệt gần hết.
bây giờ mới trở về Ngô Văn Sở đấy. Ngô Văn Sở mới, ông Ngô Thời Nhậm nói đúng. Mới rút quân về Tam Điệp, đèo Tam Điệp hình như là ở Ninh Bình, thì mới gửi cao cấp về triều đình Phú Xuân để báo cho vua Quang Trung biết. Vua Quang Trung mới được tin cao cấp đó, mới lập tức tuyển mộ quân đội từ đó mà ra đến đèo Tam Điệp. Thì hai cái đạo quân mà về chờ để phục chiều vua Quang Trung, để chào vua, đón vua Quang Trung đó, thì vua Quang Trung đến nơi thì hai bên đều phủ phục xuống. Thì vua Quang Trung xuống ngựa mới nâng hết tất cả mọi người lên, mới nói cái kế mà lui binh như thế này rồi, ta chỉ biết chỉ có Ngô Thì Diệm mới làm được, chứ các ngươi không có làm được. Nếu mà các ngươi đánh là các ngươi chết. Thì để ta ra chuyến này chỉ trong mấy ngày, trong ngày mấy ngày Tết ta diệt xong quân Thanh. Thì quả nhiên vua Quang Trung đã làm cái chuyện cấp tốc chuyển quân bằng cái phương tiện riêng, cái kế hoạch riêng của ông vua Quang Trung, và ra đến 30 Tết thì ra đến thành Thăng Long. Và cái trận đánh ác liệt nhất là xảy ra, gọi là trận Hòa Hồi, vào ngày 5 tháng Giêng ta, tôi không nhớ là tháng Tây là bao nhiêu, thì gọi là cái trận đánh, gọi là cái trận đánh oanh liệt nhất, đánh bất ngờ. Cho nên Tôn Chí Nghị không ngờ rằng cái đêm hôm ấy quân của Sĩ Nghị đồn trú ở đây chết hết. Thành ra khi mà Tôn Chí Nghị nghe thấy vậy, hốt hoảng tìm cách chạy, lên ngựa chạy mau về tàu, chứ không còn dám ở lại nữa. Thì cái trận đó là gọi là chiến thắng Hà Hồi, thế trận đó là trận Hà Hồi, thì lừng danh nhất vào cái thế kỷ thứ 18. Mà cũng nên nhớ là vua Quang Trung ở vào cái thời điểm đó là nước Pháp thì có anh hùng là Napoleon đệ nhất, và nước Mỹ thì có một anh hùng tức là ông Washington đó, và sau này là tổng thống Washington đó. Thì ba người đó là đồng thời với nhau đó, ba vị anh hùng của ba quốc gia đồng thời với nhau, là nước ta thì có anh hùng Quang Trung, nước Pháp thì có anh hùng Napoleon, và nước Mỹ thì có anh hùng Washington đó. Thì như vậy là vua Quang Trung đã đại thắng quân Thanh, trong đánh bại 280.000 quân Thanh trong mấy ngày thôi. Mà lúc bấy giờ thế lực của quân Thanh chỉ có nhà Thanh thôi, không có liên minh với quốc gia nào khác đấy. Và nội thù là cái thế lực lính Bù Nhìn của Lê Chiêu Thống nó không có bao nhiêu. Thành mà quân Thanh chạy thì Lê Chiêu Thống cũng chạy. Thì cũng giống như sau này mà cụ Hồ Chí Minh nêu khẩu hiệu là đánh cho Mỹ cút và Ngụy thì phải nhào, thì ở cái trường hợp này nó giống như là trường hợp vua Quang Trung đánh nhà Thanh vậy thôi. Thế như vậy là quý vị thấy là các vị anh hùng như là tôi đã nêu lên nãy, là ông Ngô Quyền, ông Lý Thường Kiệt, cụ Trần Hưng Đạo, ông Lê Lợi và vua Quang Trung, như vậy là năm vị anh hùng lớn đó đều có công lớn nhất đối với tất cả các vị anh hùng. Nhưng mà sau này cụ Hồ Chí Minh là cái người mà sau đế quốc thực dân xâm lược Pháp, nó đã thiết lập được nền thống trị tới gần một thế kỷ, nó đã bắt rễ ăn sâu. Và đến lúc mà khi mặt trận Việt Minh với lại dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản nữa, thì khởi binh mới đã có 1.800.000 công giáo, Kỳ Tô giáo làm nội thù cho nó. Và nó lại liên minh với lại thằng Anh, vì thằng Anh trở lại giúp thằng Pháp. Nó liên minh với lại thằng Tàu Tưởng, bởi vì thằng Tàu Tưởng là có sang đấy, cũng chân nhất là cũng đối thủ với nó chứ không có tử tế gì cả. Rồi lại có những cái đảng Quốc Dân Đảng, Việt Cách, Việt Quốc, rồi Đại Việt, rồi Hòa Hảo, rồi Cao Đài. Cao Đài Hòa Hảo là cái sản phẩm của cái thằng Nhật của ngày trước đấy. Rồi lại cái triều đình nhà Nguyễn, cái vua tôi nhà Nguyễn cũ, nó cũng chống lại. Cái đảng Đại Việt là cái đảng quan lại của triều đình nhà Nguyễn cũ, nó cũng chống lại Việt Minh. Rồi 1.800.000 quân công giáo dưới quyền chỉ huy của cái thằng khâm sứ tòa thánh Vatican tại Huế là Anthony Trappier nó chỉ huy. Thành ra tất cả bao nhiêu là nội thù thì không biết là bao nhiêu thế lực. Rồi ngoại thù thì chúng ta thấy là thằng Pháp liên kết với thằng Vatican, nó bổ nhiệm thằng cựu linh mục Đắc Giang Lier sau là tổng tư lệnh quân đội Đông Dương. Rồi thằng Anh thì đằng sau nó, thằng Mỹ cũng ở đằng sau, thằng Tàu ở đằng sau. Mà cụ Hồ Chí Minh đã lèo lái cái lực lượng kháng chiến Việt Nam, đánh đuổi, giải thoát được hết tất cả các thế lực nội thù lẫn cái thế ngoại thù. Cuối cùng thằng Pháp thua một cái trận rất vô cùng lớn, nổi danh trên thế giới là Điện Biên Phủ, khiến cho quân Pháp phải bằng lòng thương huyết nghiêm chỉnh với lại phái đoàn Việt Nam của chúng ta tại hội nghị Geneva 54 để mà công nhận chủ quyền độc lập của dân tộc và rút quân về nước. Nhưng mà
Ngay sau đó thì dấu Triều Vatican lại vận động Mỹ can thiệp vào nội tình Việt Nam và liên kết với Mỹ thành lập cái liên minh xâm lược bất thành văn, xâm lược Mỹ Vatican để mà tiếp tục thay thế Pháp chống lại cái chính quyền kháng chiến Việt Nam của chúng ta. Mới do đó chúng nó mới thiết kế thành một cái kế hoạch gọi là chia đôi Đức Việt Nam tạm thời, lấy vĩ tuyến 17 làm cái vùng đóng quân tạm thời để quy định cái điều kiện là vào năm 1955 thì hai bên hiệp thương với nhau miền Bắc và Việt Nam. Bây giờ là hiệp định Geneva chỉ ám chỉ qua Pháp và ông Bầu Đại thôi, chứ không có mặt thằng Mỹ ở trong đó, mà không có mặt ông Ngô Đình Diệm ở trong đó. Thì thằng Pháp với lại cái chính quyền Bầu Đại phải chịu trách nhiệm thi hành cái hiệp định Geneva và thi hành cái điều khoản là năm 1955 đó, hai bên hiệp thương với nhau để bàn thảo về vấn đề tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 1956 thống nhất đất nước đó. Thế nhưng mà rồi thằng Mỹ nó nhảy vào, nó là siêu cường lúc bây giờ, nó có cả bom khinh khí và bom nguyên tử, nó đã thành lập cái Minh ước Bắc Đại Tây Dương, tiếng Anh nó gắt là NATO, ta gọi là Minh ước Bắc Đại Tây Dương. Rồi nó lại lập cả cái Minh ước Đông Nam Á, tức là CETO, là SEETO. Thì là nó bảo là nếu mà nó vi phạm đi, nhưng mà miền Bắc dùng bạo lực á, thì nó sẽ dùng hai cái thế lực đó nó chấn áp. Thì thằng Nga với lại thằng Tàu là bây giờ thằng Tàu thì trở mặt hẳn rồi, thằng Nga thì cũng thấy ngán, mà nhất là thằng Nga ở trong cái tình trạng lúc bây giờ là ông Stalin vừa mới chết vào ngày 4 tháng 3 năm 1953. Cái vấn đề nội bộ về chính trị ở trong nước Nga của Đảng Cộng sản bây giờ đang ở tình trạng hỗn loạn, không có ổn định. Ông Malenkov lên làm thay thế, rồi ông Khrushchev thì lần sau làm tổng bí thư mà cũng chưa ổn định được cái địa vị, thành ra các thế lực đang tranh chấp nào. Thành nó cũng không muốn lao đầu và chống lại với Mỹ, mà thằng Tàu thì trở mặt mà muốn kìm hãm đất nước Việt Nam chia đôi để thành một cái nước Việt Nam yếu, nó mới dễ bắt nạt mình. Thành ra ông Hồ Chí Minh bây giờ thì cũng sau năm kháng chiến cũng mệt mỏi lắm rồi, thì tạm thời công nhận nó đã rồi hãy tính sau. Do đó mới có cái chuyện hiệp định Geneva ra đời với cái điều khoản là chia đôi đất nước Việt Nam tạm thời là như vậy. Thế nên đó thì giờ mà tính lại sau đó thì cụ Hồ Chí Minh phải phát động cái cuộc chiến giải phóng miền Nam, đánh đuổi cái liên minh xâm lược Mỹ và Vatican để mà đòi lại miền Nam. Thì nó Mỹ ra lệnh cho ông Ngô Đình Diệm không hiệp thương với lại miền Bắc vào năm 1955 để tổ chức tổng tuyển cử vào năm 1956. Tức là nó quyết gọi là quyết, gọi danh từ cũng quyết, hay là nó phá bổ hay là vi phạm sẽ thì nha. Cuối cùng miền Bắc cũng đã cố gắng tối đa để mà gửi thơ đi rồi gửi thơ lại, rồi yêu cầu chính phủ miền Nam chấp nhận cái điều kiện là hiệp thương với lại miền Bắc, nhưng mà ông Diệm cứ nhất định khăng khăng từ chối. Rồi ngay sau đó thì cuối tháng năm 1955 ông Diệm lại lật ông Bảo Đại, thành ra bây giờ là chỉ còn có Mỹ và ông Diệm thôi, chứ không còn ông Bảo Đại, cũng không còn Pháp nữa. Thành ra nó không ký, nó nói nó không ký. Ông Diệm cũng nói không ký, và người Công giáo là bênh hẳn rồi, lại cũng không ký. Thành ra cuối cùng thì không còn cái phương cách nào khác. Là tại vì nó là vào nó ăn cướp. Nó là ăn cướp mà. Lý thắng của cái thằng có quyền mạnh nhất, Diệm là tôi tớ của cái thằng mạnh nhất. Do đó cụ Hồ Chí Minh thấy là không làm bằng cái gì được, mới gửi ông Lê Duẩn sang nói bây giờ là chúng tôi phải chuẩn bị phát động cái cuộc chiến giải phóng miền Nam. Thì thằng Mao Trạch Đông, thằng Đặng Tiểu Bình với thằng Châu Ân Đai nó tìm cách nó thuyết phục, nó không cho giải phóng miền Nam. Thì quý vị có thể theo cái bản cái video mà ông Lê Duẩn ông nói chuyện ở trong đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cuối cùng ông Lê Duẩn mới nói rằng chúng tôi đánh đây là đánh luôn cho cả Trung Quốc và Liên Xô. Cái câu đó là chúng tôi là chiến sĩ tiền phong. Rồi sau này cái bọn mà người gọi là Thiên Chúa giáo đó tôn thờ ông Diệm, nó mới lấy cái câu đó nó bịa vào, nó lên án ông Diệm đoán. Nhưng mà thực là cái câu đó để thuyết phục ông Mao Trạch Đông, nó nằm trong cái ngữ cảnh đó, thuyết phục cái phe xã hội chủ nghĩa Mao Trạch Đông. Thế nhưng mà cuối cùng thì cái lý của ông Duẩn nó hữu lý quá, thì không, nó không cho đánh một cái lớn, nó bảo đánh cấp, cuối cùng thì đánh cấp trung đội với đại đội với tiểu đoàn thôi. Thì ông Lê Duẩn thấy rằng mày nói đánh cấp trung đội với tiểu đoàn thì là mày không phá tao, thì tao về tao đánh, rồi tao đánh lớn rồi mày đâu biết được. Thành ra
Cụ Hồ Chí Minh với ông Lê Duẩn với lại Ủy ban Trung ương đã quyết định là giải phóng miền Nam, mà cái cuộc chiến giải phóng miền Nam là như vậy. Và nó cuối cùng thì mình cũng đại thắng, mà nó cũng không làm gì được, thằng Trung Cộng không làm gì được. Nhưng mà cái thâm hiểm của nó, quý vị còn nhớ rằng khi mà ngày 30 tháng 4 đó thì quân ta đại thắng, thì nó có thằng Trung Cộng nó có gửi thơ cho ông Dương Văn Minh rằng nếu mà ông Dương Văn Minh yêu cầu nó thì nó sẽ gửi quân giúp. Thì ông Dương Văn Minh ông bảo tôi đã làm đầy tớ cho thằng Pháp rồi, đầy tớ cho thằng Mỹ rồi, bây giờ tôi không làm đầy tớ cho ai hết, chúng tôi chỉ muốn đất nước chúng tôi thống nhất thôi. Cuối cùng nó phải thằng khoanh tay không làm gì được. Nhưng mà sau đó nó lại trả thù cho nó hại đất nước mình bằng đấy, nó xúi dục cái thằng Pol Pot tấn công đánh phá các tỉnh biên giới ở miền Nam, và đồng thời nó lại phát động các cuộc chiến vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, kéo dài đâu 3-4 tuần đấy, thì nó thấy rằng nó chết nhiều quá, nó cũng phải rút lui. Thế là chúng ta thấy rằng kết luận là cái cuộc chiến mà giải phóng dân tộc, đánh đuổi được thực dân xâm lược Pháp liên kết với lại Vatican, và đánh đuổi được liên minh xâm lược Mỹ Vatican để mà giải phóng được dân tộc và thống nhất được đất nước của cụ Hồ Chí Minh với lại Đảng Cộng sản, thì nó vô cùng khó khăn, vô cùng lớn lao, vô cùng gian khổ, và phải đối đầu với lại biết bao nhiêu kẻ ngoại thù, nào là nước Pháp, nào là Vatican, nào là Mỹ, nào là Anh liên kết với nó, nào là Trung Quốc, cả hai thời kỳ, Trung Quốc thời Tưởng Giới Thạch và Trung Quốc thời Mao Trạch Đông. Rồi các nước đồng minh của Mỹ trong cái trận chiến thứ hai, tức là giải phóng miền Nam, là trong đó chúng ta thấy là có cả Canada, có cả Úc Đại Lợi, có cả Tân Tây Lan, có cả Thái Lan, có cả Phi Lật Tân, có cả Tổng trưởng Đại Lan nữa. Gian khổ như vậy, dài dẳng như vậy, thì cái công lao của cụ Hồ Chí Minh nó lớn như thế nào? Do đó cụ Hồ Chí Minh có thể nói rằng là vị anh hùng lớn hơn tất cả những anh hùng dân tộc lớn của dân tộc Việt Nam, là các cụ Ngô Quyền, các cụ Lý Thường Kiệt, các cụ Trần Hưng Đạo, vua Lê Lợi, vua Quang Trung, đến nỗi là cả thế giới ngày phải công nhận đều phải biết. Người ta có thể không biết về những cái trận gọi là Bạch Đằng, nói đến Điện Biên Phủ là ai cũng biết. Do đó nhân dân thế giới có thể không biết những cái trận Bạch Đằng Giang hay là cái trận Hà Hồi của vua Quang Trung, nhưng mà ai cũng biết cái trận Điện Biên Phủ, ai cũng biết là nước Mỹ siêu cường mà phải thua, rút quân khỏi Việt Nam. Và cái công lao của cụ Hồ Chí Minh cũng như là của Đảng Cộng sản hay là Mặt trận Việt Minh đó, thì không những dân tộc Việt Nam coi như là vĩ đại, tôn vinh lên làm cụ Hồ làm vị cứu tinh của dân tộc, giống như là dân tộc Pháp coi ông Napoleon đệ nhất và ông Charles de Gaulle, và cả nhân dân các nước trên thế giới đều kính nể người Việt Nam, đặc biệt là các nhân dân các thuộc địa của các đế quốc Âu Mỹ. Họ không những tôn vinh mà họ còn coi cụ Hồ Chí Minh là một vị anh hùng đã góp công lớn vào việc giải thoát dân tộc họ thoát khỏi ách thống trị của người ngoại bang. Mà cho nên ngày nay quý vị sẽ thấy rằng ở các nước thuộc địa cũng như ngay cả nước Pháp cũng có dựng tượng thờ cụ Hồ Chí Minh. Người ta xem là cụ Hồ là đem lại cái gì, niềm hứng khởi cho các dân tộc kia đứng. Cụ Hồ Chí Minh là nguồn hứng cảm, nó gọi là inspiration. Ở đó nguồn hứng cảm cho các dân tộc để mà tiến lên đánh đuổi kẻ thù ngoại nhập. Cho nên ở nhiều nơi trên thế giới mới lập những cái tượng thờ của cụ Hồ Chí Minh và đặt tên đường, dùng tên cụ đặt tên đường Hồ Chí Minh để kỷ niệm. Rồi đặc biệt là có cả một nhạc sĩ người Anh, tên ông ấy là Ewan MacCall, sáng tác một bản nhạc gọi là Ballad of Hồ Chí Minh. Thì để tôi nhờ ban biên tập chiếu lên những cái đoạn văn lịch sử này rất là vẻ vang cho dân tộc. Thế mà cô Tạ Phong Tần, vì cô là người Công giáo cho nên mới cô ấy nói như vậy. Chứ còn người dân Việt Nam mà còn nghĩ đến đất nước thì ai cũng nghĩ như tôi. Cũng xin chào tạm biệt quý vị khán thính giả. Hẹn quý vị trong kỳ tới.